Thưa quý vị, một mùa xuân mới đã đến, nhà đẹp Apollo Việt giảm giá thiết kế lên tới 29%. Và đặc biệt, Apollo Việt khai trương cửa hàng thiết bị điện, giảm giá cực sâu từ 35-50% tất cả các sản phẩm thiết bị điện. Chúng tôi cam kết nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, xuất trình đầy đủ giấy tờ COCQ, cam kết giá tốt nhất trên thị trường, sản phẩm uy tín chất lượng, hoàn tiền 200% nếu hàng giả, hàng kém chất lượng, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày. Liên hệ ngay số hotline 0962 368 892 để được tư vấn cụ thể nhất. Chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh nhà đẹp Apollo Việt. Ngày hôm nay, Ngân Hà rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong chuyến hành trình khám phá những mẫu nhà đẹp do công ty cổ phần kiến trúc Apollo Việt thiết kế. Để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi chia sẻ, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để hàng tuần cùng Apollo Việt khám phá thêm nhiều mẫu nhà hơn nữa nhé. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, Ngân Hà sẽ cùng chia sẻ với quý vị khám phá thiết kế biệt thự 2 tầng phong cách tân cổ điển vô cùng sang trọng của gia đình anh Sĩ tại Bắc Giang. Đây là một trong những mẫu thiết kế đang là xu hướng mới nhất 2022. Thưa quý vị, đối với những căn biệt thự mang hơi thở của phong cách tân cổ điển đã không còn quá xa lạ với các chủ đầu tư hiện nay. Thiết kế theo kiến trúc châu Âu vừa mang tính thẩm mỹ cao, đồng thời mang đến một không gian sống hoành tráng cho gia chủ. Thưa quý vị, gia đình anh Sĩ sở hữu một diện tích đất rộng lớn nên anh chị mong muốn có một được không gian sống thoải mái, rộng rãi cho việc sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Biết đến kiến trúc Apollo Việt trong những công trình thực tế đẹp mắt là đơn vị uy tín trong việc thiết kế và xây dựng nên anh Sĩ đã hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ của kiến trúc sư Apollo Việt. Được biết, anh chị vốn yêu thích kiến trúc châu Âu sang trọng với những đường nét hoa văn phào chỉ tinh tế. Chính vì vậy, khi nhận được bản thiết kế 3D cho căn nhà, anh Sĩ vô cùng hài lòng với thiết kế của Apollo Việt. Ngắm nhìn vẻ đẹp ngoại thất của căn nhà, quý vị có thể thấy thiết kế phần ngoại thất của công trình được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế giản lược đi những đường nét hoa văn phù điêu nhưng vẫn giữ lại được cái hồn của kiến trúc tân cổ điển. Căn nhà hiện lên với lớp sơn ngoại thất màu trắng sang trọng, có khả năng bắt sáng tốt, giúp cho căn nhà trở nên lung linh và thu hút hơn. Điểm nhấn của căn biệt thự 2 tầng là thiết kế hệ mái man sát đặc trưng của kiến trúc châu Âu. Hệ mái được thiết kế với những đường phào chỉ rõ nét, cùng với đó, gia chủ lựa chọn ngói đá slate lai châu với sắc đen đẹp mắt, giúp mang đến nét đẹp trường tồn với thời gian cho căn nhà. Thiết kế hệ thống cửa sổ, mái hình vòm nhẹ nhàng theo phong cách Rococo mang đến tính thẩm mỹ cho thiết kế ngoại thất căn biệt thự tân cổ điển 2 tầng tại Bắc Giang. Căn nhà được chia làm khu chính ở trước là một khu phụ ở sau, giúp cho đảm bảo công năng sử dụng các thành viên trong gia đình. Thưa quý vị, đến với mặt tiền căn nhà, quý vị có thể thấy thiết kế hệ thống 5 bậc tam cấp dẫn vào nhà được ốp đá granite sang trọng, thể hiện đẳng cấp cho gia chủ. Thưa quý vị, căn biệt thự tân cổ điển 2 tầng của gia đình anh Sĩ với mặt tiền được thiết kế sành cân mang đến sự cân đối hài hòa cho tổng thể công trình. Thiết kế phần sảnh với các trụ cột vuông vững chắc tạo nên sự bề thế cho ngoại thất căn nhà. Ngước lên trên tầng 2 của căn biệt thự, quý vị có thể thấy thiết kế hệ cột tròn trên thân có những rãnh soi nhẹ nhàng tạo nên nét thanh lịch cho căn nhà. Khi nhắc đến ngoại thất của căn biệt thự, quý vị không thể bỏ qua hệ thống sân vườn tiểu cảnh xung quanh được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế vô cùng khoa học. Quan sát phối cảnh của căn nhà, quý vị có thể thấy ngay tại mặt tiền, các kiến trúc sư của chúng tôi bố trí một chòi nghỉ thưởng trà cho các thành viên trong gia đình. Khu vực chòi nghỉ thưởng trà được thiết kế với hệ mái vòm tinh tế, kết hợp với chi tiết hoa dây được sơn nhũ vàng thể hiện đẳng cấp cho gia chủ. Hệ thống cây xanh cũng được các kiến trúc sư bố trí xung quanh không chỉ là không gian tầng 1 mà khu vực ban công ở tầng 2 của căn nhà cũng được thiết kế với những chậu cây xanh mát tạo nên điểm nhấn cho ngoại thất công trình nhà đẹp tân cổ điển. Thưa quý vị, hệ thống cửa ra vào chính của căn nhà được các kiến trúc sư thiết kế bằng gỗ đỏ đẹp mắt trông vô cùng nổi bật giữa nền trắng sang trọng của căn biệt thự. Toàn bộ hệ thống cửa sổ, cửa ra vào ở tầng 2 được làm bằng kính dán an toàn hai lớp khung nhôm chắc chắn, an toàn khi sử dụng cho gia chủ. Thiết kế hệ thống lan can ban công ở tầng 2 của căn nhà được làm bằng khung sắt mỹ thuật với những chi tiết được sơn nhũ vàng sang trọng vừa mang đến công năng khoa học vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho ngoại thất công trình. Thưa quý vị, mẫu biệt thự tân cổ điển của gia đình anh Sĩ tại Bắc Giang không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngoại thất bắt mắt mà phần công năng của căn nhà cũng được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế vô cùng tỉ mỉ, đảm bảo nhu cầu sử dụng cho các thành viên trong gia đình. Sau đây, mời quý vị cùng tham khảo công năng tầng 1 của ngôi nhà này nhé!
Tầng 1 bao gồm phòng thờ, phòng khách, phòng ngủ master, phòng ngủ thường, kho, nhà vệ sinh chung, khu vực bếp ăn, sân gia công. Tầng 2 có phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ master, 3 phòng ngủ thường, nhà vệ sinh chung. Tầng tung có khu tiệc nướng, phòng thể dục, phòng chức năng, sân phơi và nhà vệ sinh chung. Quan sát mặt bằng công năng ở tầng 1 của căn nhà, quý vị có thể thấy thiết kế phần công năng được chia làm hai phần. Từ sảnh chính bước vào là không gian phòng khách sang trọng, được các kiến trúc sư thiết kế với hệ thống các ô cửa sổ xung quanh nhằm đảm bảo đủ ánh sáng tự nhiên vào căn phòng, tạo nên một sự thoải mái cho các thành viên. Thưa quý vị, bên cạnh phòng khách là không gian phòng thờ linh thiêng của gia đình anh Sĩ, được bố trí với hai hệ cửa sổ lớn xung quanh. Đi sâu vào trong nhà là khu vực đại sảnh, bên cạnh là phòng ngủ master có phòng thay đồ, một bên là sảnh phụ cùng với phòng ngủ thường và nhà vệ sinh chung. Thưa quý vị, khu vực bếp ăn của gia đình được bố trí ở khu phụ phía sau, điều này đảm bảo sự rộng rãi, thoải mái cho các thành viên trong gia đình. Như vậy, quý vị vừa chiêm ngưỡng ngoại thất và công năng mặt bằng tầng 1 của mẫu biệt thự tân cổ điển 2 tầng tại Bắc Giang của gia đình anh Sĩ. Nếu quý vị mong muốn sở hữu cho mình một mẫu thiết kế đẹp đẳng cấp như vậy, hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0962 368 892 hoặc 0334 511 135 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Cuối cùng, Apollo Việt xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Quý vị, một mùa xuân mới đã đến, nhà đẹp Apollo Việt giảm giá thiết kế lên tới 29% và đặc biệt, Apollo Việt khai trương cửa hàng thiết bị điện, giảm giá cực sâu từ 35 đến 50% tất cả các sản phẩm thiết bị điện. Chúng tôi cam kết nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, xuất trình đầy đủ giấy tờ COCQ, cam kết giá tốt nhất trên thị trường, sản phẩm uy tín, chất lượng, hoàn tiền 200% nếu hàng giả, hàng kém chất lượng, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày. Liên hệ ngay số hotline 0962 368 892 để được tư vấn cụ thể nhất.